Mày cũng gọi người đấy à? Đúng rồi, bỏ nó ra. Anh Huấn, anh đến rồi à? Tao tưởng ai thì ra là Huấn rất xì đấy à? Làm cái gì cũng phải có tình người, chúng mày đánh bạc bịp, chúng mày còn đánh người à? Anh Huấn, anh còn chờ gì nữa? Anh đi cứu em đi. Đúng là phải quan thôi, chúng mày không làm mà đòi quan. Anh em lên. Ok, anh theo chú. Bạn to quá. Đèn. Chú ngồi chân đi. Sao vậy ta? Từ từ đã. Cú cá bên này. Em đen lắm. Anh cho em vay thêm 5.000 nữa đi. Chiều 6 giờ em trả cho anh. Đây, nhớ đấy. Đây. Chồng ơi. Chồng đây chưa? Đèn, ván nào cũng đèn. Ê, rớt áo kìa. Ok, anh theo chú. To lắm. Sắp cưới nè. Từ từ đó. Vẫn đen lắm. Anh cho em vay nữa đi. Thôi, cũng sắp 6 giờ rồi. Mày về lấy tiền lên đây. Trả nợ cho tao rồi chơi tiếp. Giờ 6 giờ đấy. Đúng 6 giờ, mày không trả cho anh em tao. Mày mà lịch sáu thì đừng có test tao, anh em tao. Mày biết rồi chứ. Ai anh, cho em vay ít tiền. Mày vay tiền để làm gì? Em vay ít tiền để làm ăn. Mày lấy vay tiền để đánh bài cái gì? Tao không có tiền để cho mày vay để đánh bài đâu. Tiền của tao, tao chỉ để làm những việc chính đáng thôi. Còn mày vay để đánh bài, thì tao không có 1.000. Chỉ có chút tiền như vậy mà anh đã đánh mất tình cảm anh em chúng ta. Bây giờ tình cảm của anh em chúng ta kết thúc ở đây, đừng ai đây đi. Được, mày đi đâu thì đi đi, đừng có quay lại đây nữa. Ngoài đường biển, nhà gần nhà hàng Hồi Minh. Anh đến chém nha.
Em ra trước. Tụi mày mau thả thằng em tao ra. Mày đến đây à? Mày cũng dám đến một mình à? Thế số tiền của thằng em mày nợ bọn tao đâu? Tiền á? Mày mơ đi. Mày nghĩ tao mà là ai mà đến một mình? Mày cũng gọi người đấy à? Đứng lại, bỏ nó ra. Anh Huấn, anh đến rồi à? Tao tưởng ai thì ra là Huấn rốt xì đấy à? Làm cái gì cũng phải có tình người. Chúng mày đánh bạc bịp, chúng mày còn đánh người à? Anh Huấn, anh còn chờ gì nữa? Anh đi cứu em đi. Đúng là với quan thôi, chúng mày không đảm mà đòi quan. Anh em lên. Dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu, nhưng đến với nhau đồng nghĩa gia đình. Xin một góc trong tim khắc tên của người anh em, dù đời ra sao vẫn giữ một lời ước. Và mỗi khi đau người anh em cần tôi sẽ đến bên không chút do dự. Trong cuộc sống hôm nay rất khó tìm một người anh em, đừng vì lời danh mà để đánh mất hai từ anh em. Rồi xóa anh mày đi. Mày có nhớ số không đấy? Có. Nếu mày muốn cứu thằng em mày, anh ơi, em vay ít tiền. Mày vay tiền để làm gì? Em vay ít tiền để làm ăn. Mày vay tiền để đánh bài chi gì? Tao không có tiền để cho mày vay để đánh bài đâu. Tiền của tao, tao chỉ để làm được những việc chính đáng thôi. Có tiền thì lại tiền mày mà lấy để đánh bài. Nếu 6 giờ mà mày không trả tiền cho anh em tao. Dạ. Hôm nay mày cũng gọi người đấy à? À, thì ra là thằng Huấn nó hé à. Ngọ lên ngọ xuống. Anh Huấn, anh còn chờ gì nữa? Anh đi cứu em đi. Thank you.